Đây, mạch thì bên em còn ít loại mạch thôi. Đấy. Này, lấy em đặt mạch nhưng mà còn tặng cả các bác cả cái nguồn khởi động này. Đấy, không có nguồn khởi động này là các bác về lắp đặt xong rất là khó để ấy nhá. Rất là khó để biết được nhá. Đấy. Đây, bây giờ em sẽ bóc cái cell lithium này ra để cho anh em xem. Giá lì xì tuyệt vời luôn. Bác nào nhanh tay các bác chốt. Bởi vì còn ít thôi. 200 cell nhưng mà tính ra còn chỉ còn khoảng độ tầm hơn 90 cell nữa. 96 cell. Đấy. Thì với các bác nào mà lấy pin 2G này thì em sẽ gửi cho các bác ví dụ các bác mà lấy một thùng này là có 4 cell nhá. Đấy. Thì kèm theo thì em cũng đã ấy sẵn cho các bác 4 cái thanh chắn này, thanh chắn cách điện cách nhiệt này để về các bác chắn. Đấy, phụ kiện này. Phụ kiện thì bao gồm là cứ mỗi một cell là một cái thanh này, thanh nối và ốc kèm theo. Đó, đã đầy đủ hết rồi. Ví dụ các bác lấy 16 cell là em sẽ gửi cho các bác 4 thùng. Đấy, như vậy là đủ 16 cell. Các bác phân biệt giúp em nhé. Cái mẫu này là cái mẫu mới nhất này. 2G cái nắp xanh này. Cái nắp xanh này là cái mẫu mới nhất. Đấy, cũng nói thật với các bác là trong sáng nay định đăng video nhưng mà không kịp làm video. Bởi vì nay là khai xuân, anh em biết cho nên là trả lời không được kịp luôn. Đây, em sẽ quay thử cho các bác xem. Đây, tin nhắn đấy nhá. Đây này, tin nhắn người lạ. Đâu. Đấy. Đây là anh em, một số anh em còn trước là trả lời được. Đấy. Bác này 4 cell, một mạch JK 200. Đấy. Đâu đâu. Quay cho các bác xem, không có lại bảo em là nói dối đây này. Tin nhắn từ người lạ nhá. Em vào cho các bác xem. Đấy. Đấy, những cái màu đỏ này là chưa trả lời được các bác này. Đấy. Đấy. Cho nên là các bác sẽ phải hết sức thông cảm. Bởi vì là quá nhiều khách hàng đặt hàng hôm nay. Cho nên là bắt buộc em phải trả lời chậm hoặc là trả lời không kịp được. Các bác hết sức thông cảm. Đấy, năm mới thì cũng xin chúc toàn thể gia đình nhà các bác sang một năm mới luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đây. Pin này quá đẹp luôn các bạn nhé, nặng lắm. Đấy, mã QR đầy đủ nhé. Cái nắp xanh này là cái mẫu mới nhất bây giờ. Còn cái nắp màu đỏ mà em hay bán cho các bác trước đấy là cái mẫu cũ nhé. Đấy, mã QR này về các bác quét mã QR này nó sẽ lên. Các bác sẽ vào cái trang 2G. Đấy, các bác sẽ quét cái mã này, pin sẽ lên tất cả các thông số nhé. Đấy, pin này là 3,2V 280A. Đấy. Đấy, thì 4 cái cell này mà ghép với nhau là nó sẽ ra hệ 12V. Còn 8 cell mà mắc nối tiếp với nhau thì nó sẽ ra hệ là 24V. Đấy, còn 4 cell là hệ 12V. Còn 16 cell là sử dụng cho hệ 48V. Thì 4 cái cell pin này nó lưu được 3 kỳ 8 điện các bác nhé. 4 cái cell này nó lưu được 3 kỳ 8 điện. Đấy, nếu như các bác mua một cái bình acquy 200A acquy viễn thông bây giờ thì nó lưu được hơn 2 kW điện. Đấy, nhưng mà nếu mà một cái 4 cái cell này mà các bác mắc nối tiếp với nhau mà nạp đầy nó lưu được 3,75 kW. Gần 3,8 kW. Đấy, cho nên là lưu được rất nhiều điện. Đấy, các bác chỉ cần làm hệ 24V thì nó lưu được 7,5 kg đến gần 8 kg điện. Đấy, rất là nhiều. Lưu được nhiều điện. Và cái chu kỳ sạc xả của cái pin này là hơn 6.000 lần anh em nhé.
hơn 6.000 lần. Đấy. Thì với cái sell pin báo giá lì xì năm 2024 vừa, có nghĩa là lì xì cho các bác rồi. Đấy, và đây là giá báo nhá, giá báo để bán cho các bác này. Là sell pin là 1 triệu 300 nghìn đồng bao phí vận chuyển một sell này nhá. Đấy, đây là pin 2G. Đấy, 1 triệu 300 nghìn đồng bao phí vận chuyển. Nếu các bác lấy 4 sell các bác cứ thế nhân lên thôi. Đấy, giá không có chỗ nào tốt hơn. Đấy, phải nói rằng không có chỗ nào tốt hơn. Đấy. Bác nào mà thích lấy mạch thì các bác có thể chơi mạch JK này. Đấy, ví dụ mạch 200A này. Đấy, mạch này thì dùng cho hệ 12V hoặc 24V được này. Đấy. Đấy, mạch 150A. Cái mạch này thì dùng cho hệ 24V hoặc là 48V. Đấy. Đây, cái mạch này là mạch 200A này nhá. Mạch 200A. Mạch chủ động cân bằng 2A. Đấy, mạch JK. JK thì bây giờ nổi tiếng nhất rồi. Dùng là đẳng cấp rồi. Bây giờ mạch này là xịn sò nhất luôn. Đấy, mạch BMS. Đấy, còn các bác có thể xem cái mạch 150A hệ 48V này. Mạch này chủ động cân bằng 2A này các bác nhìn. Đấy, mạch chủ động cân bằng này 2A nhé. 150A công suất đỉnh là 300A. Đấy, 8 đến 24S. Đấy. Hai cái mạch này giá hoàn toàn khác nhau các bác nhé. Giá hoàn toàn khác nhau. Đấy, nếu như năm mới để cho các bác cái mạch 150A chủ động cân bằng 2A này là 2 triệu 2 nhá. Đấy, đấy là giá năm mới. Giá năm mới đấy. Còn với bác nào mà dùng cái mạch 200A này, giá năm mới là 1 triệu 6 nhá. Đấy, 1 triệu 6 này. Em xem còn loại 1A này. 1A này thì đây các bác nhìn này, cũng là mạch 200A nhưng nó cũng mạch chủ động cân bằng 1A. Mạch chủ động cân bằng 1A thì với cái loại này thì giá lì xì cho các bác rồi là 1 triệu 3 nhá. Đấy, 1 triệu 3 bao ship nhá. Đấy, các bác nhớ giúp em. 1 triệu 3 này, lì xì rồi đấy. Đấy, chủ động cân bằng càng lớn thì giá càng cao. Đây, thằng mạch JK hiện nay mạch cao nhất là chủ động đang là 2A. Đấy, nhà sản xuất người ta tính toán hết rồi, các bác cũng chỉ cần sử dụng vậy thôi. Đây là 150A này. Cái này 2 triệu 2 này. Đấy. Đấy, đa số là em nhập những cái mà rất là phổ thông các bác sử dụng đủ cho các bác sử dụng. Đấy, cũng không cần phải nhập nhiều loại quá. Mạch mạch này anh em đặt gần hết rồi. Bởi vì người ta lấy theo pin luôn. Đấy. Đây, mạch này là 1 triệu 3 này, 200A 1A. Đấy, đấy là giá lì xì rồi nhá. Đấy. Em nhập mấy cái loại đấy để cho anh em sử dụng cho hệ 12V. Đấy, ví dụ các bác nhìn. Đấy, ví dụ anh em dùng hệ 12V anh em chỉ cần chơi mạch này thôi. Đấy, nó chủ động cân bằng luôn. Rất là tiện. Đấy. Lì xì năm mới thì các bác mua bất cứ một cái sản phẩm gì. Đấy. Bất cứ một cái sản phẩm gì đều lì xì cho các bác ít nhiều. Để gọi là lấy may thôi. Đấy. Còn giá cũ của cái sell pin này. Giá cũ của cái sell pin này đợt trước là 1 triệu 350 nghìn nhá. 1 triệu 350 nghìn. Đấy, như vậy là ví dụ các bác có lấy 4 sell này thì đã lì xì cho các bác mỗi sell 50.000 rồi. Thì coi như vậy là 4 sell là thành đã lì xì 200.000 rồi. Đấy. Thì giá rất là tốt, bởi vì nếu lì xì cho các bác thì em chỉ được có mấy chục nghìn. Đấy, cũng không lãi nhiều đâu. Đấy, nếu mà lì xì cho các bác rồi này, thì bao phí vận chuyển cho các bác rồi thì lãi có mấy chục nghìn. Đấy. Ba nó rơi vào nếu mà bác nào ở xa thì
thì lãi khoảng độ 3-4, bởi vì lì xì cho các bác rồi thì lãi khoảng 30-40 nghìn một sale này thôi, cũng không lãi nhiều đâu. Đấy, bán ra tốt thì các bác mua nhiều và các bác đăng ký theo dõi kênh nhiều. Đấy, giá rất tốt. Còn bác nào mà mua được rẻ hơn thì em cũng biếu luôn các bác nhé. Đấy, nắp xanh này, mẫu mới nhất luôn. Đấy, đây là hôm nay là khai xuân cho nên là cái lô này đang chốt đơn hôm nay. Mai bắt đầu bên vận chuyển người ta đến người ta lấy hàng. Đấy, bởi vì người ta chỉ lấy hàng vào một buổi sáng sớm. Ví dụ như các bác đặt hàng trong ngày hôm nay thì sáng sớm mai đi tất. Thì tầm chiều nay và tầm chiều nay đến tối là sẽ đóng hàng hết cho các bác. Đấy, sáng mai sớm là bên vận chuyển nó đến lấy là bốc đi là xong. Đấy, giao hàng rất là nhanh, bên em gửi bên Viettel thì họ xử lý đơn hàng rất là tốt. Đấy, thì đây là mới có pin lithium nhá. Còn các bác mà muốn mua những cái pin mặt trời. Đấy, mặt trời tối hôm qua thì báo cho các bác rồi. Anh em chốt hàng rất là nhiều bởi vì là cũng không có thời gian để mà trả lời cho các bác luôn. Đấy, chính vì khai xuân mồng 6 này nó hơi muộn. Nhưng mà được cái là anh em đặt hàng hết rồi, cơ bản đặt hàng nhiều rồi, anh em biết. Đấy. Thì các bác mua hàng thì cứ nhắn tin Zalo cho em trên màn hình nhá. Thì từng bước em sẽ ra những cái video để cho các bác xem. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một video sau.